Vợ chồng nhân viên Thế Giới Di Động dương tính SARS-CoV-2. Qua lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chức năng tại Nghệ An đã phát hiện hai vợ chồng là nhân viên của cửa hàng Thế Giới Di Động dương tính SARS-CoV-2. Sáng ngày 25 tháng 8, tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An, cho biết trong 12 giờ qua, từ 18 giờ ngày 25 tháng 8 đến 6 giờ ngày 26 tháng 8, tỉnh Nghệ An ghi nhận 22 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, có 1 ca cộng đồng ở huyện Đô Lương, 4 ca sàng lọc cộng đồng vùng phong tỏa ở phường Vinh Tân, thành phố Vinh, 17 ca đã được cách ly từ trước. Các ca dương tính mới ở các địa phương, thành phố Vinh, 7, huyện Kỳ Sơn, 5, huyện Hưng Nguyên, 5, huyện Đô Lương, 1, thị xã Cửa Lò, 4. Trong các ca bệnh mới có trường hợp anh BHQ, sinh năm 1992, là nhân viên Thế Giới Di Động, trú phường Vinh Tân, thành phố Vinh. Anh Quy là chồng bệnh BHT được công bố cùng lúc. Từ ngày 15 tháng 8 đến nay, anh Quy tự cách ly tại nhà. Ngày 20 tháng 8, anh Quy được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 25 tháng 8, anh Quy được lấy mẫu gửi bệnh viện ung bướu. Tối ngày 25 tháng 8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp thứ hai là chị TTHT, sinh năm 1992, là nhân viên Thế Giới Di Động, trú phường Vinh Tân, thành phố Vinh. Chị T là vợ bệnh nhân BHQ được công bố cùng lúc. Từ ngày 15 tháng 8 đến nay, chị T tự cách ly tại nhà. Ngày 20 tháng 8, chị T được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 25 tháng 8, chị T được lấy mẫu gửi bệnh viện ung bướu. Tối ngày 25 tháng 8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tính từ ngày 13 tháng 6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.127 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Thành phố Vinh 334, Quỳnh Lưu 143, Yên Thành 130, Kỳ Sơn 60, Diễn Châu 82, Tương Dương 29, Nghi Lộc 52, Hưng Nguyên 43, Quế Phong 40, Nam Đàn 45, Hoàng Mai 20, Cửa Lò 35, Tân Kỳ 23, Anh Sơn 13, Đô Lương 25, Con Cuông 12, Quỳ Hợp 13, Thanh Chương 13, Thái Hòa 6, Nghĩa Đàn 8, Quỳ Châu 1. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên 351. Số bệnh nhân tử vong 1. Số bệnh nhân hiện đang điều trị 775. Lũy tích số bệnh nhân phát hiện từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 1.132 bệnh nhân. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.